Đầu tiên thì đối với bắp thì mình sẽ cắt ra nha cô chú anh chị. Bắp này là dạng bắp bắp Mỹ bên đây, nó không có độ dẻo giống như bắp Việt Nam của mình. Hôm qua hôm kia thì hôm qua nhà Nhi mua khoảng 48 trái. Năm tới đó thì nhà Nhi sẽ trồng một cái khu chỉ toàn là bắp không, ở trong cái khu vườn trái cây á. Bên kia nó còn một khoảng đất trống nó chưa có trồng cái gì để dành trồng bắp, tại vì mình mua ở ngoài nó không có được tươi. Mình cắt xong thì cái này mình giữ lại để mình lấy cái nước cốt của nó. Đối với cùi bắp thì mình sẽ đem bỏ khoảng nửa nồi nước này thôi cô chú anh chị, mình đem lấy nước cốt. Mình nấu cái này trong khoảng 15 phút. Bắp sau khi mà cắt ra đó thì Nhi thu được khoảng hơn nửa thau này. Trong thời gian chờ đợi thì Nhi sẽ đi hái ớt, ớt ngọt này. Qua đây Nhi hái một ít cần tây. Đối với ớt ngọt hay là ớt chuông cô chú anh chị thì mình sẽ cắt nó nhỏ ra như thế này. Cần tây thì mình cũng cắt nhỏ ra như vậy. Cái tiếp đó là khoai tây. Khoai tây mình có thể chọn khoai tây đỏ hoặc là khoai tây bình thường cũng được. Mà nếu mà cái vỏ nó xấu thì mình gọt vỏ. Thường nhà Nhi chọn khoai tây đỏ này. Và Nhi không có gọt vỏ, Nhi lấy vỏ luôn. Mình sẽ cắt nó hạt thành hình hạt lụa. Sau khi mà luộc cùi bắp xong thì mình sẽ lấy cùi bắp ra mình giữ nước lại. Cái này thì sẽ cho ba mấy con gà ăn. Rồi đối với tỏi thì mình sẽ bầm nó ra, không cần nhuyễn quá. No. Củ hành á thì mình sẽ cắt ra thành hạt lựu luôn. Nãy Nhi đã đổ cái nồi nước này ra, bây giờ thì Nhi sẽ giữ cái nồi này. Nước mà mỡ mà hồi nãy Nhi nấu ba cái thịt xông khói á. Bacon á. Đó, Nhi lấy cái này. Bỏ đây. Đó thì Nhi sẽ cho tỏi vô. Mình sẽ xào nó cho đến khi mà không cần phải vàng đâu cô chú anh chị. Bây giờ thì Nhi sẽ bỏ củ hành vô. Mà mình xào nó khoảng 5 phút. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai tây vô. Tiếp đó là cần tây, ớt, Nhi xào sơ qua. Bây
Bây giờ thì Nhi sẽ cho một nửa bắp vô, một nửa thau bắp hồi nãy mà Nhi nói Nhi cắt ra đó. Bây giờ thì Nhi sẽ đổ nước này vô. Hả? Đổ nước nhiều hơn là ba cái này để cho nó lên bền vậy. Giờ thì mình sẽ đậy nắp nó lại nấu chín khoảng 20 phút. What kind of vegetable? Bean, or okra, or tomatoes, or what? These are tomatoes, yeah. Okay. But these are red beets. A red beet, okay. Where's the fruit? Here. So what kind is it? Orange, or grapes, or apple? These are orange. Orange? Yeah. This is reddish pink. Pink? Yeah. Okay. And then it's purple. Okay. So do you like that? Okay, I like it. I want a vegetable, red beet. How much is it? It's $30. $30? Uh-huh. Expensive. It is expensive, $30. Oh, okay. I don't have enough money. How about $3? Okay, come here. Yeah. Oh, thank you. Okay. So where's my vegetable? Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. You will sell more? What else? I will sell these ones. Okay, how much is it? $30. $30? So expensive. How about $3? $3? Okay. Okay. Đây. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Chance, okay. Have a good day. Bye bye. Giờ mình sẽ cho vô đây một chút muối. Không cần phải nêm đường, nhà Nhi không có ăn đường. Nếu mà mình thích ăn đường, mình có thể cho thêm đường. Đây một ít tiêu. Thì mình tắt bếp và cho thịt xông khói vào cuối cùng. Thank you.